Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, sedan. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Ở Kia Cerato nó cũng có rất nhiều phiên bản, từ phiên bản số tự động đến phiên bản số sàn. Hôm nay tôi sẽ nói đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phiên bản số tự động. Ở Kia Cerato ở cái phiên bản số tự động nó cũng có hai phiên bản quý vị các bạn nhé. Đó là cái phiên bản 1.6 và phiên bản 2.0. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato này ở cái phiên bản 1.6 số tự động. Và là bản đủ. Phiên bản đủ nó có đầy đủ các option, ví dụ như là từ khóa thông minh, đè nổ, start top, nội thất ghế da và có ghế điện, nhớ ghế hai vị trí quý vị các bạn nhé. Rồi thì option ví dụ như là cảm biến trước sau, tức là cảm biến quanh xe đấy ạ. Và đầu DVD, màn hình, camera lùi và sang số thể thao trên vô lăng này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, ga hành trình này, kiểm soát hành trình, ga tự động, tức là cruise control đấy quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, sản xuất năm 2016, đăng ký từ cuối năm 2016, đã lăn bánh được 6 vạn km chuẩn rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi biết rõ nguồn gốc, cho nên là chúng tôi có thể cam kết chuẩn với quý vị và các bạn ở cái đồng hồ công tơ bét này là 6,5 vạn chuẩn và full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, tức là đầy đủ cái lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này nó lăn bánh có 6,5 vạn, chính vì vậy cho nên nó còn nguyên bản từ cái dàn lốp. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe này nhé, nguyên bản từ dàn lốp. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đết lốp, cả 5 quả lốp vẫn còn nguyên là lốp 2016 luôn quý vị và các bạn nhé. Và chiếc đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, để đón nhận những video mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi update trên kênh này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Cerato 1.6 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn qua xem thì có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Đấy là những chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.